Là một cuộc kết nối, một buổi trà đàm thân mật, nhưng mà có thể đâu đó chúng ta sẽ lượm được một chút gì đó cho hành trình mình đang đi, cho cuộc sống mình đang trải. Hai vợ chồng người lao công không hề biết rằng ánh đèn đó được thắp sáng là vì mình. Rất nhiều ánh sáng trí tuệ, ánh sáng yêu thương của rất nhiều người khác đã thắp cho mình trong cuộc đời này. Bạch Ma cũng là một vùng ánh sáng như thế. Thầy Vinh là một người đã nhận được nhiều ánh sáng như thế. Và trên hành trình đó, thầy Vinh cùng tất cả anh chị em khác của Bạch Ma đã sớt chia ánh sáng cho những ngọn đèn khác, cho những người khác để họ cùng sáng lên. Nên ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để cùng thắp sáng cho nhau, cùng sớt chia ánh sáng cho nhau và cùng nhìn lại hành trình của một người thầy, của một người đã và đang truyền cảm hứng cho chúng ta để chúng ta có động lực tiếp tục hành trình của mình. Cuộc sống là vậy, soi mình vào câu chuyện của người khác, soi mình vào cuộc đời của người khác để chúng ta đúc kết ra thông điệp, đúc kết ra những bài học cho chính cuộc đời mình. Đó chính là trí tuệ, đó là tình yêu thương và đó là cuộc sống. Và ngày hôm nay, em Khoa rất vui khi được đồng hành với cả nhà và rất vui để được khám phá câu chuyện hành trình chuyển hóa của thầy Alex Vinh. Yoga tuyệt vời đã từ đó thay đổi cái thân tâm trí của mình, thay đổi cả những cái lối sống và cái quản trị về năng lượng của mình. Thì mình thấy là nó lại càng cho mình cái đam mê để có thể là đào tạo ra những người huấn luyện viên để đi lan tỏa. Để biết ơn yoga thì mình thấy là có mỗi cái cách thức là làm sao mà đào tạo thật tốt và nhiều người huấn luyện viên để đi trên con đường ấy. Trong cuộc sống của chúng ta, nó là những cái chặng hành trình mình chinh phục bản thân, những chặng hành trình mà mình đấu với chính mình. Khi mình càng làm mọi thứ nó đi trọn vẹn và nó sáng tỏ, đặc biệt là sáng tỏ bên trong tâm trí của mình ấy, thì mình sẽ tiến đến những cái dòng chảy. Mình và một số anh em còn lại ấy, là quyết định là đào tạo ra những con người cụ sự, là miễn phí hoàn toàn khóa học đó. Càng ngày thì càng hạnh phúc và càng ngày càng thấy là mình thực sự là làm việc ý nghĩa cho cái cuộc đời này. Yoga nó là một cái hành trình mà tiến tới sự minh triết, mà tiến tới sự bình an hạnh phúc. Nó chả lấy của chúng ta cái gì, nó toàn cho chúng ta thêm mà thôi. Cảm ơn đời hôm nay còn được thấy những yêu thương trên mỗi bước đường dài để gần nhau phút giây này một khắc, đã hẹn thề vạn kiếp có ai hay.